Xin chào các quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tiểu thuyết Dã Sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Tôi thực hiện nội dung này nhằm mục đích chia sẻ những trang sử hào hùng đến với hậu thế. Các bạn cũng có thể chung sức cùng tôi trong những dự án sắp tới bằng cách tham gia hội viên của kênh hoặc click vào link trong phần mô tả nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Chương 34: Hùng khí lưu thiên cổ. Tại Động Giáp, thủ đô của Bắc Biên, nước Đại Việt. Hôm ấy là ngày Quý Dậu 14 tháng 9 năm Ất Mão nhằm niên hiệu Thái Ninh thứ tư đời vua Lý Nhân Tông của Đại Việt. Du lịch .26.11.075, bên Trung Nguyên là niên hiệu Hy Ninh thứ 8 đời vua Thần Tông. Trong một phòng hội được canh phòng cẩn mật, chư tướng ngồi im lặng nghe Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản điều quân. Bằng một giọng ấm áp, ông nói: "Tất cả chúng ta hiện diện hôm nay, phụ trách toàn bộ đạo quân bộ vượt biên đánh sang Tống. Các cửa ải quân sự Tống đóng dọc theo biên giới Hoa Việt gồm có Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu, Cổ Vạn, Như Tích, Thiên Long, Để Trạo, thành một hàng rào bảo vệ Nam Thủy. Phía sau các ải này cho tới Ung Châu không còn chạy nào nữa. Ta chỉ cần hạ tất cả các ải hàng rào thì ung dung thẳng đường tới Ung Châu, rồi tiến lên Ngũ Lĩnh. Ta chia quân làm bốn cánh. Một là Quảng Nguyên, hai là Môn Châu, ba là Quang Lang, bốn là Tô Mậu." Ông nói lớn, mời Thái tử Thiếu Bảo, Phiêu Kỵ Thượng Tướng Quân, Quảng Nguyên Hầu Lưu Kỳ nhận lệnh. Một người thân thể hùng vĩ, tóc hơi bạc đứng dậy, xin chờ lệnh Long Thành Đại Hiệp. Quân Hầu trấn Nhậm Châu Quảng Nguyên đã lâu, đụng chạm với Tống cũng nhiều. Xin Quân Hầu cho biết tình hình địch tại Thái Bình và Hoành Sơn. Thưa Đại Hiệp, vào thời Đinh thì vùng Thái Bình, Hoành Sơn còn thuộc Đại Việt ta với 9 trang ấp. Trong thời gian vua Ngọa Triều cai trị, các trang ấp chán nản bỏ theo Tống, trở thành khê động của họ. Trong 9 khê động thì Hoành Sơn và Thái Bình mạnh hơn cả. Họ áp chế các khê động yếu thế, sát nhập vào đất của họ. Nay các khê động đó hợp thành 2 khê động Thái Bình, Hoành Sơn. Chúa khê động Thái Bình là viên quản hạt Ngũ Cử, phó là giám áp trại Quách Vĩnh Nghiêm. Hai tên này văn võ kiêm toàn, rất giỏi chiến trận. Chúng đã đụng chạm với tôi nhiều lần. Về quân số của Thái Bình thì có 5.000 bảo giáp, 5.000 quân quảng. Ải Hoành Sơn thì đông hơn, bảo giáp 7.000, quân quảng 5.000, thủ lĩnh là An Viễn tướng quân Lâm Mậu Thăng. Cộng chung, chúng có hơn 2 vạn. Hai ải Thái Bình, Hoành Sơn được chỉ huy bởi một viên quan Tống tên Thái Bằng, lĩnh chức trấn Nam tướng quân, văn võ song toàn. Tôn Đản Tần Ngần suy nghĩ một lát, rồi tiếp: Thái Bằng trước đây xuất thân tiến sĩ thời vua Nhân Tông. Y vừa có văn tài, vừa có tài dùng binh. Nhưng y đối đáp không vừa lòng tể tướng Lã Di Giản, nên bị chủ. Phải chờ cho tới khi Kinh Nam Vương Tự Mai đem quân đánh Hy Hà, vương mới trọng dụng y làm chức tham tán đạo tả quân. Dần dần vương cất nhắc y lên, rồi đề bạt y làm Chi Châu Hoài, rồi tới chức tiết độ sứ vùng Giang Châu. Mấy năm trước, vì Kinh Nam Vương rời chính trường, y bị Vương An Thạch chèn ép. Sau nhân một lỗi nhỏ, An Thạch tâu xin cách chức y, đẩy xuống trấn Nhậm Thái Bình, Hoành Sơn. Tuy y thất chí, nhưng khi đối trận với y phải cẩn thận. Tôn Đản hạ lệnh, Quân Hầu chỉ huy canh thứ nhất, mang tên Quảng Nguyên. Quân Hầu đã có đạo quân Quảng Nguyên dưới quyền, được tăng viện thêm đô thống Phạm Dật, phu nhân Lê Kim Liên với hiệu quân Ngự Long, một lữ thú, một lữ kỵ. Nhiệm vụ của Quân Hầu là đánh chiếm thành Thái Bình, Hoành Sơn. Sau khi đánh chiếm xong hai thành này, Quân Hầu trấn giữ tại đây, bảo vệ đường tiếp tế lương thảo và đường rút quân của ta. Còn đô thống Phạm Dật với đạo Ngự Long thì tiến lên đánh Ung Châu. Tính chung Quân Hầu có 1 vạn quân của Châu, 1 vạn thiên tử binh, cộng 2 vạn quân. Như vậy quân số tương đương. Nhưng ta đánh bất ngờ, lại thêm một lữ thú mà chúng không phòng bị, thì ta phải thắng. Ông hướng vào cử tọa, kính mời Thái tử Thiếu Sư, trấn Bắc Thượng Tướng Quân, Môn Châu Hầu Hoàng Kim Mãn nhận lệnh. Một trung niên nam tử đứng dậy cung tay, xin chờ lệnh Đại Hiệp. Quân Hầu trấn Nhậm vùng Môn Châu, đối diện với vùng Vĩnh Bình của Tống từ lâu. Xin Quân Hầu cho biết tình hình địch. Hoàng Kim Mãn cung tay, thưa tiền bối. Từ trước đến nay giữa Châu Vĩnh Bình với Môn Châu ở vào thế đối nghịch, thù hận bao nhiêu đời rồi. Bất cứ một gia đình, một dòng họ nào ở Vĩnh Bình cũng có người chết vì Môn Châu. Ngược lại, bất cứ một người nào ở Môn Châu cũng có kẻ thù ở Vĩnh Bình. Đô thống Lý Đoàn kinh ngạc, thưa Quân Hầu nguyên do nào lại đưa đến tình trạng này. Cũng dễ hiểu thôi. Đường từ Trung Nguyên sang Đại Việt nằm trên tuyến Vĩnh Bình, Môn Châu. Cho nên mỗi khi tàu đem quân đánh mình thì phải qua tuyến này.
Trên đường đi, họ bắt lính, bắt dân phu ở Vĩnh Bình. Những binh lính, dân phu đó qua Môn Châu là tác oai tác quái, cướp của giết người cực kỳ tàn bạo. Cho nên khi Đại Việt phản công, quân Tàu bỏ chạy, dân Môn Châu tràn sang đòi lại của, đòi lại người, nhân đó giết kẻ thù để trả hận. Mới đây, thời Trương Thánh Gia Khánh, Canh Tí, 1060, bọn Tống Sĩ Nghiêu, Dương Lữ Tài, Lý Đức Dụng, Tả Minh, Hà Nhuận, Trần Bật mang quân sang đánh Đại Việt, thì Môn Châu bị quân Tống cướp sạch, đến nỗi cả châu không còn một con trâu, con bò nào. Đến khi vua bà Bình Dương với phò mã thân Thiệu Thái phản công, dân Môn Châu tràn sang bắt lại thú, đòi lại người, rồi chém giết trả thù. Cũng vì lý do này mà phụ huynh Môn Châu trong 15 năm qua, lúc nào cũng dạy dỗ con kia phải lo trả thù. Các trang trực thuộc thì nam, nữ luyện tập võ nghệ, tập hành binh bố trận để chờ. Ngày hôm nay, bất cứ lúc nào, chỉ cần một lệnh ban ra, thì nửa giờ sau tiểu bối có thể tập trung quân đánh tràn qua biên giới được. Quân số cả nam lẫn nữ gồm 5.000 người. Kim Mãn thở dài, quân số của Vĩnh Bình gồm có hai loại. Quân Quảng khoảng 5.000 người. Còn Bảo Giáp gồm toàn thể tráng đinh tuổi từ 15 trở lên khoảng hơn vạn. Người thủ lĩnh trại Vĩnh Bình là Tô Tá, lĩnh chức chiêu thảo sứ của Tống, phụ trách cả văn lẫn võ. 15 năm trước, chính y theo quân Tống tràn sang giết vợ, con tôi. Tôi nuốt hận 15 năm để chờ cái ngày hôm nay có dịp băm vằm y ra cho hả giận. Y cũng biết vậy nên phòng thủ rất chu đáo. Cho nên trận chiến sẽ khủng khiếp lắm, chứ không bình thường đâu. Chỉ dụ của Hoàng thượng ban ra là không được giết tù hàng binh, không được giết người cướp của, không được đốt phá chùa miếu. Tiểu bối e khó có thể thi hành được. Vậy xin trình với đại hiệp trước. Ngô Cẩm Thi xua tay, hoàn cảnh như vậy thì ta đành chịu vậy. Tướng ngoài mặt trận không nhất thiết phải theo lệnh vua. Ghi chú, trong bộ Tống Triều Công Thần Bi Ký, bản văn trên mộ chí Tô Tá chép rằng, vợ của Tôn Đản, nguyên soái giao chỉ tên Ngô Cẩm Thi ra lệnh cho Hoàng Kim Mãn tàn sát dân Vĩnh Bình đến mấy vạn người. Bao nhiêu của cải, gia súc cướp sạch mang về. Bộ Quách Thị Nam Trinh viết, vợ Tôn Đản tên Ngô Cẩm Thi, cháu năm đời Ngô Quyền, là người tài kiêm văn võ, nên cũng tham dự việc quân. Ngô Thị ra lệnh cho Hoàng Kim Mãn rằng, nếu chiếm được Vĩnh Bình thì muốn chém giết, tha hồ chém giết, đàn bà thì cho bắt về làm tỳ nữ. Của cải, thú vật thì được trở tận số về làm của riêng. Bộ Triệu Thị Trinh Tiếu giao chỉ ký viết hơi khác, tuy Tôn Đản với vợ là Ngô Cẩm Thi đã ngăn cấm không cho chém giết lương dân, cướp bóc. Nhưng thù hận giữa Vĩnh Bình, Môn Châu sau biết bao lần binh cách chồng chất quá cao, nên Hoàng Kim Mãn cho quân tàn sát dân Vĩnh Bình, cướp hết của mang về. Nhà thì đốt sạch. Ở đây tôi viết theo Bộ Triệu Thị Trinh Tiếu giao chỉ ký. Bởi trong hai cuộc Bình Chiêm, ba cuộc đánh sang Tống, cánh quân của Tôn Đản, Cẩm Thi nổi tiếng là kỷ luật, nhân đạo thì không lẽ trong cuộc hành binh này, bà lại ra lệnh trái với chủ trương thông thường. Tôn Đản hạ lệnh, quân hầu chỉ huy đạo binh Môn Châu, gồm Hoàng Nam Bản Bộ, được tăng viện thêm đô thống Vũ Quang, phu nhân Võ Kim Loan và hiệu thiên tử binh Quảng Thánh, một lữ thú, một lữ kỵ binh. Sau khi chiếm Vĩnh Bình, quân hầu trấn tại đây bảo vệ đường tiếp tế lương thảo của ta và giữ đường rút lui sau này. Còn đô thống Vũ Quang thì tiếp tục tiến về Thánh Ung. Không biết với quân số như vậy có đủ không? Thưa tiền bối, đủ rồi. Tôn Đản đứng dậy hướng vào cửa tọa, kính mời kiểm hiệu tư không, hữu bộc xạ, khu mật viện sứ, phụ quốc đại tướng quân, nghĩa dũng quốc công, phò mã thân Cảnh Long nhận lệnh. Phò mã thân Cảnh Long đứng dậy hành lễ, đệ tử xin chờ lệnh sư thúc. Ghi chú, phò mã thân Cảnh Long là con vua bà Bình Dương, mà trong Thuận Thiên Thập Hùng thì Tôn Đản nhỏ tuổi hơn vua bà, tức ông là vai em. Vì vậy thân Cảnh Long mới gọi ông là sư thúc. Tuy vậy, vì chức tước Cảnh Long quá cao, nên Tôn Đản phải đứng dậy mà ban lệnh. Trong bốn đạo quân bộ đánh Tống, thì đạo quân của phò mã lĩnh nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh chiếm Tây Bình, Lộc Châu. Sau khi chiếm hai ải này, phò mã lĩnh nhiệm vụ trấn thủ, bảo vệ hậu quân cùng đường rút tiếp tế lương thảo, đường lui của ta. Xin phò mã cho biết tình hình hai ải Tây Bình, Lộc Châu. Trình sư thúc, Tây Bình, Lộc Châu nằm trên con đường chính thông thương giữa Trung Nguyên với ta. Cho nên mấy năm qua Thẩm Khởi, Lưu Di ra sức chiêu mộ, đoàn ngũ hóa, luyện tập tráng đinh để đánh Đại Việt. Châu trưởng Tây Bình là Nùng Toàn An, châu trưởng Lộc Châu là Nùng Tông Đán. Cả hai được lĩnh chức chiêu thảo sứ. Hai châu này được một đại thần Tống là Trấn Viễn đại tướng quân Lưu Khả chỉ huy. Quân Bảo Giáp của chúng ước khoảng 2 vạn, quân Quảng gồm 5.000 bộ, 3.000 kỵ,
rất thiện chiến. Cầm Thi hỏi, Lưu Khả là người thế nào? Thưa y là con của chị gái Tôn Tiết. Tôn Tiết là một trong tam anh của Tống gồm Địch Thanh, Trương Ngọc, Tôn Tiết. Trong dịp công chúa Bảo Hòa đem quân đánh Tống, tam anh đưa quân từ Kinh Châu về cứu Quảng Châu. Tôn bị giết. Vua Nhân Tông bên Tống truyền cho Khả được tập ấm. Y thi đỗ tiến sĩ thời vua Anh Tông, từng theo Kinh Nam Vương đánh Liêu, Hà, lập công. Mới đây y được đưa về trấn Tây Bình, Lộc Châu. Võ công y rất cao, tương truyền y đã đỡ được của Kinh Nam Vương tới 9 chiêu. Cử tọa đều bật lên tiếng ổ kinh ngạc. Vì với bản lĩnh của Kinh Nam Vương, trong thiên hạ, khó ai đỡ nổi 3 chiêu. Tôn Đản hỏi, Quang Lang là thủ đô của Bắc Biên, vậy lực lượng của Phò Mã được bao nhiêu? Thưa sư thúc, đệ tử thấy Tống dồn trọng binh đối diện với mình, nên dùng hư kế, chuyển 3 đạo binh Bắc Biên trấn ở Quảng Nguyên, Tô Mậu, Môn Châu. Còn chính Quảng Nguyên lại bỏ trống. Mục đích để khi chúng tiến binh sang, đệ tử sẽ rút lui, rồi điều 2 đạo Môn Châu, Tô Mậu phục ở Tử đạo Chi Lăng. Còn đạo Quảng Nguyên sẽ đánh cắt đường về của chúng. Như vậy chúng sẽ lâm vào tử địa. Cho nên tại Quảng Nguyên chỉ cỏ Hoàng Nam mà thôi. Tôn Đản hài lòng, tôi hiểu. Trước đây vua bà Bình Dương, Phò Mã thân Thiệu Thái đã dùng kế này để nhử Tống Sĩ Nghiêu, Dương Lữ Tài, đánh tan đạo quân của chúng vào thời Trương Thánh Gia Khánh, Canh Tý, 1060. Như vậy bây giờ Lưu Khả không đề phòng Quang Lang. Ta ra quân như sét nổ, ắt chúng phải thất bại. Ông chỉ công chúa Thiên Thành, khi các đạo quân lên đường, thì vua bà trấn thủ Bắc Biên. Mỗi trang, động đều có Hoàng Nam làm lực lượng cơ hữu canh phòng trộm cướp, tự vệ khi bị tấn công. Ngoài ra tôi tăng viện cho vua bà 2 hiệu binh của Kinh Bắc, Hồng Châu nữa. Còn Phò Mã chỉ huy 1 lữ thú binh, 1 lữ kỵ binh. Tôi tăng viện cho Đô Thống Trần Ninh, phu nhân Trần Ngọc Hương với hiệu Thiên Tử binh Đằng Hải. Đô Thống Lý Đoan, phu nhân Trần Ngọc Liên với hiệu Thiên Tử binh Bổng Nhật. Nhiệm vụ của Phò Mã là đánh chớp nhoáng chiếm 2 ải Tây Bình, Lộc Châu, tổ chức phòng vệ để giữ vững hậu quân, cùng đường tiếp tế lương thảo, đường rút quân. Sau đó tiến về Ung Châu. Phò Mã thân Cảnh Long cúi đầu, đệ tử tuân lệnh sư thúc. Tôn Đản lại hướng vào chư tướng, xin mời Thái tử Thái phó, trấn võ thượng tướng quân, Tô Mậu hầu Vi Thủ An nhận lệnh. Một trung niên nam tử mình hạc, xương mai, nhưng tóc đã bạc phơ đứng dậy, xin chờ lệnh tiền bối. Quân hầu trấn Nhậm Châu Tô Mậu, đối diện với châu Cổ Vạn của Tống. Xin quân hầu cho biết tình hình ta với Tống. Vi Thủ An cung tay, thưa tiền bối, Tô Mậu tuy giàu có, nhưng dân số lại ít, việc võ bị lơ là... Hiện ngoài đạo quân của Bắc Biên, quân của châu chưa quá 1000 tráng đinh. Trong khi châu Cổ Vạn là cuống họng thông từ đông sang tây của Quảng Tây Lộ, Tống có trọng binh đóng ở đây. Chủ trại là Nùng Hiệp Thành với hơn 4000 quân bảo giáp. Tướng trấn thủ là Tả Lãnh Vệ Đại Tướng Quân Chu An, phó là Bát Tác Sứ Toàn Hưng, với 5000 quân Quảng, 1000 kỵ binh. Bọn Chu Am với Toàn Hưng là người như thế nào? Am là đệ tử của phái Hoa Sơn, phải gọi công chúa Huệ Nhu cùng bọn Triệu Tiết, Khúc Trần bằng sư thúc. Xuất thân tiến sĩ, từng theo Kinh Nam Vương đánh Hy Hà có công. Vì là người cùng quê với Vương An Thạch, nên được Thạch gửi xuống trấn Cổ Vạn trấn thủ, để chỉ huy tế tác dò thám ta, hầu chuẩn bị đem quân sang. Cho nên quân đóng ở Cổ Vạn luôn gây sự với Tô Mậu. Ông chỉ vào Đô Thống Đinh Hoàng Nghi với phu nhân Phương Quỳnh, đã thế. Hơn tháng qua Đinh Đô Thống cùng phu nhân từ miền xuôi lên với lệnh của khu mật viện nói rằng là một số việc cơ mật. Cơ mật gì mà Đô Thống đem một số tùy tùng lên gây ra nhiều chuyện quái đản, khiến cho bên Cổ Vạn căm hờn. Họ đang tập trung quân, chuẩn bị đánh sang. Trong khi Vi Thủ An than thở, thì Hoàng Nghi, Phương Quỳnh ngồi ôm gối mỉm cười trông rất nhàn nhã ung dung. Vi Thủ An giận muốn ứa gan, mặt hầm hầm tiếp. Thứ nhất, Đô Thống cho tùy tùng đào bới ở chân ngọn đèo giáp danh giữa Tô Mậu với Cổ Vạn. Ngày nào đoàn đào đất cũng tìm ra được những thùng gỗ chôn dưới đất, rồi nói rằng đó là thùng vàng, ngọc mà các quan tàu sang ta cai trị vào đời Đường chôn giấu. Tin này đồn ra làm rúng động quan, quân Cổ Vạn, chúng bàn nhau lăm le muốn kéo sang cướp. Rồi trên tuần qua, người cho Thiên Tử binh giả làm Hoàng Nam Tô Mậu, ngày thì thả ngựa, ngày thì thả trâu cho ăn lúa của Cổ Vạn. Bây giờ là tháng 9, hạt lúa đã săn, sắp chín, mà trâu ngựa ăn của người ta mỗi lần hết hơn xào, 360 mét vuông ngày nay, thì đời nào người ta chịu. Thế là họ ra bắt trâu, bắt ngựa để đòi bồi thường. Thiên Tử binh đã không bồi thường, còn đánh người ta. Thành ra ngày nào cũng có cuộc xô sát, mà bao nhiêu oán hờn bọn Cổ Vạn đổ lên đầu Tô Mậu. Trong khi Vi Thủ An vừa giận, vừa sợ,
thì Tôn Đạt, Cẩm Thi, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh lại tủm tỉm cười tỏ vẻ khoan khoái. Vì vậy ông càng cáu thêm, ông tiếp, hiện tiểu bối có ba điều lo lắng, xin tiền bối giúp cho. Quân Hầu cứ nói, một là binh lực thuộc quyền tiểu bối quá ít, quá yếu, so với Cổ Vạn. Bọn chúng thường gây sự, chèn ép đủ điều, tiểu bối vốn đã phải nhịn nhục với bọn Nùng quá lắm rồi. Hai là, bọn Nùng vốn ăn hiếp tiểu bối đã quen, thế mà nay Đinh Đô Thống mới lên lại làm ngược lại, không những không nhường nhịn chúng, mà còn gây gổ, khiêu khích chúng. Đây là cái cớ mà bất cứ lúc nào chúng cũng có thể tràn qua đánh cướp, viện cớ mình gây sự. Ba là thời gian qua, chả biết Đinh Đô Thống đã đào được bao nhiêu vàng ngọc thì tiểu bối không biết, mà tin đồn ra là đào được tới hơn 30 thùng. Như vậy ngày một ngày hai bọn Nùng sẽ tràn qua lấy cớ trả hận, nhưng thực ra là cướp vàng ngọc. Nói xong ông quay lại nhìn Đinh Hoàng Nghi để chút cái hận, thì lại thấy vợ chồng Nghi cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí, khiến mặt ông hầm hầm muốn tóe lửa. Tôn Đản mỉm cười với Vi Thủ An, Quân Hầu bình tĩnh. Việc Cổ Vạn tôi xin lo hết, đừng có sợ. Này Quân Hầu ơi, trước kia Thẩm Khởi huênh hoang, le te, ồn ào, để lộ cho ta biết âm mưu mà hỏng việc. Tống đã cách chức khởi cử Lưu Di thay thế, nhưng Lưu còn ngu hơn Thẩm nhiều. Lưu biết rằng phần đối diện với y quân số ít ỏi, thì y cũng phải giảm quân số để đánh lạc hướng ta mới phải. Đây y ra cái bộ y mạnh, y tụ quân ngụ ý đe dọa. Hừ, biết tâm y như vậy, ta càng khích thêm tính kiêu căng của y, thì việc hạ Cổ Vạn không khó. Ông nói lớn, khi triều đình nghị kế định rằng ta đánh Tống bằng hai đạo thủy, bộ. Đạo thủy đổ lên Khâm Châu, Liêm Châu. Đạo bộ là chúng ta. Vì Tống có trọc binh ở Khâm, Liêm, e đạo thủy khó đổ bộ lên. Vì vậy chúng ta phải tấn công trước, dẫn dụ cho Tống đem quân Quảng Châu, Khâm, Liêm, ung về Tây Nam cứu viện. Bấy giờ đạo thủy mới đổ bộ. Nhưng ông ngừng lại cho mọi người chú ý rồi tiếp, đạo bộ ta cũng phải lừa Tống một lần nữa. Đầu tiên ta đánh một ải dưới hình thức hai khê động Việt Hoa giáp nhau đụng chạm vì lý do bình thường. Để từ Lưu Di cho đến triều Tống tưởng rằng đó chỉ là những gây gổ giữa hai khê động. Sau đó mấy ngày, ta mới đại tấn công. Ông chỉ Vi Thủ An, tôi quyết định dùng đạo quân Tô Mậu khai chiến đánh ải Cổ Vạn để làm kế lừa địch. Vi Thủ An dãy nảy lên, đại hiệp xét cho. Chúng tôi chỉ có 1000 người ô hợp, sao có thể đối đầu với hơn vạn quân tinh nhuệ của Tống. Tôn Đản xua tay, Quân Hầu yên tâm. Quân Hầu chỉ đứng trên danh nghĩa để đánh lừa địch. Còn người chỉ huy là Trấn Bắc Đại Tướng Quân, Tiên Yên Tiết Độ Sứ, Tản Viên Quốc Công Tôn Mạnh với Côi Sơn Công Chúa Trần Thanh Nguyên kia mà. Tất cả việc làm của Đinh Đô Thống là lệnh của khu mật viện với mục đích nhờ cho Tống xuất ra khỏi Cổ Vạn đánh ta trước. Ta nhân đó phản công, như vậy Cổ Vạn mất, tin báo về Biện Kinh, vua tôi nhà Tống sẽ cho là chuyện xích mích giữa các khê động mà thôi. Vi Thủ An thở dài, như chút được gánh nặng bấy lâu trên vai, ông nhìn Hoàng Nghi, Phương Quỳnh như tỏ ý xin lỗi về những bực tức vừa qua. Ông nói với Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, đường từ Tô Mậu sang Cổ Vạn phải qua hai cái đèo. Vì vậy ta dùng ít bộ binh, mà dùng kỵ binh. Hai em được tăng viện Hoàng Nghi, Phương Quỳnh với hiệu Thiên Tử binh Quảng Vũ, Vũ Kỵ Đại Tướng Quân Hà Mai Việt với đạo kỵ binh Phù Đồng, Thần Vũ Thập Anh với hai lữ binh thú. Như vậy có đủ không? Thanh Nguyên giơ tay vẫy vẫy, đủ rồi, đủ rồi. Tôn Đản nhấn mạnh, cuộc tấn công để tự vệ này, quan hệ ở các đạo bộ binh chúng ta. Đạo bộ binh chúng ta, quan hệ ở trận đánh Cổ Vạn. Nhiệm vụ quan trọng ở chỗ, phải chiếm được Cổ Vạn trong vòng 3 giờ, để binh Tống không phân biệt được đó là Đại Việt đánh họ hay Tô Mậu đánh họ. Nếu như trận này thất bại, thì ta sẽ phải khó khăn, tốn nhiều nhân mạng lắm mới có thể đạt được mục đích. Tôn Đản đứng dậy hỏi hướng vào Tuyết Sơn Thập Anh, bảy nhân huynh đây đều là những người văn mô vũ lược. Vậy lão phu xin bảy vị dạy cho ít lời. Trong Tuyết Sơn Thập Anh thì Tam Sơn, Tứ Sơn, Ngũ Sơn xuất thân tiến sĩ. Ông đứng dậy cung tay, xưa học trò hỏi Khổng Tử rằng, nếu như nhà vua trao quyền cho thầy, thì việc đầu tiên thầy làm gì? Ngài đáp, phải chính danh. Hỏi, sao lại phải chính danh? Đáp, danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn đã thuận thì sự mới thành. Thưa tiền bối có đúng thế không? Quả không sai. Phàm gia quân phải có chính nghĩa, đó là chính danh. Vậy nay tiền bối gia quân chính nghĩa là gì? Nếu tiền bối không tuyên cáo chính nghĩa cho dân thì người Tống sẽ nghĩ rằng Giao chỉ là nước nhỏ vượt biên đánh nước lớn, chẳng qua là một thứ đạo tặc mà thôi. Đó là một điều khó. Còn như tiền bối nói thực rằng mình đem quân sang phá các kho lương, thành trì của Tống, để Tống không thể đánh Đại Việt được, thì lại càng làm cho dân khổ,
cũng không có chính nghĩa. Đó là hai điều khó. Xin tiên sinh chỉ cho cách gỡ hai cái nút này. Tiền bối đều biết rằng hiện nay nửa dân Tống chống tân pháp của Vương An Thạch, các quan càng chống mạnh hơn. Thế thì tiền bối còn chờ gì mà chẳng làm tờ đại cáo với dân rằng Đại Việt ra quân chỉ với mục đích hỏi tội Vương An Thạch bày ra tân pháp làm khổ dân, rồi những vùng chiếm được tuyên bố bỏ tân pháp, xá thuế cho dân. Như vậy trong triều, ngoài giã từ quan tới dân đều nói rằng, đấy, Đại Việt ra quân chỉ vì tân pháp, họ sẽ cùng Đại Việt chống tân pháp hơn lên. Đấy có phải là ta có chính nghĩa không? Tôn Đản tỉnh ngộ, cung tay, xin nhờ tiên sinh múa bút soạn cho tờ đại cáo. Tam Sơn cầm bút viết, trời sinh muôn dân, thì vua phải hòa mục với họ. Đạo làm chúa dân, cốt ở nuôi dân. Này nghe Tống chúa hôn ám, không nương theo phép thánh nhân, lại tin vào tà kế Vương An Thạch, đặt ra cái gọi là thanh miêu, trợ dịch, khiến trăm họ khốn khổ, mà riêng nuôi thân mình cho mập. Bởi sinh mệnh muôn dân là tự trời, thế mà bỗng chốc họ bị sa vào cảnh khốn khó. Lượng kẻ trưởng thượng phải xót thương, những việc từ trước chẳng nói làm gì. Nay bản chức vâng lệnh quốc vương, chỉ ngọn cờ lên Bắc, muốn dẹp yên sóng yêu ma, nên chỉ phân biệt quốc thổ, không phân biệt dân chúng. Phải quét sạch hôi tanh, để dân chúng được sống những ngày nghiêu, tháng thuấn thanh bình. Tà này ra quân, cốt cứu dân khỏi chìm đắm trong bể khổ, nên truyền hịch để mọi người cùng nghe. Ai nấy hãy đắn đo suy nghĩ, đừng mang lòng kinh sợ. Vì chú, bản trên đây, tôi lấy trong Việt Điện U Linh. Trong An Nam Chí Lược, Lê Tắc cũng có ghi, nhưng ý hơi khác. Ngoài ra trong Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiễu Giao Chỉ Ký đều chép một tờ hịch nữa, nội dung hoàn toàn giống nhau. Xin đọc trong Tôn Đản mừng lắm, sai khắp vào gỗ, rồi in ra thành mấy nghìn tờ, trao cho chúa tướng các đạo, để khi quân tới đâu, thì dán ở những nơi công cộng cho dân chúng đọc. Tôn Đản nói với Tuyết Sơn Thập Anh, các vị huynh đài đều là những đại hiệp vì dân trừ bạo. Trong các châu Nam Thủy Tống, có biết bao nhiêu tên cường hào ác bá, có biết bao nhiêu tên tham quan ô lại, có biết bao nhiêu tên đầu chuộc đuôi cướp. Vậy Lão Phu đề nghị 10 vị chia nhau theo các đạo quân, đè mỗi khi chiếm được vùng nào, các vị họp dân điều tra, rồi dùng luật võ lâm xử tội chúng, trước làm mắt lòng dân, sau là thế thiên hành đạo. Thập Anh cùng đứng dậy nhận lệnh. Khôi Sơn công chúa Trần Thanh Nguyên góp ý, sau buổi họp này thì cuộc chuẩn bị của toàn thể quân Bắc Biên lẫn Hoàng Nam sẽ ồn ào vô cùng. Em sợ Tế Tác Tống biết được, họ đề phòng, thì cuộc chiến sẽ gay go vô cùng. Tôn Đản bật cười, anh chị đã dự trù trường hợp đó rồi. Ông đưa ra một bọc, trong bọc có hơn 50 cuộn giấy, rồi nói, đây là lệnh hư kế của Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt. Lệnh này nói rằng, triều đình quyết định điều 3 hiệu bộ binh, kỵ binh, thú binh đi chinh tiễu Chân Lạp để cứu Chiêm Thành. Vì vậy tất cả quân Bắc Biên phải chuẩn bị lừa, ngựa, lương thảo, chờ ngày xuất hành. Chư tướng cùng nhận lệnh. Cuộc họp chấm dứt. Tôn Đản Lưu Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, Vi Thủ An, Đinh Hoàng Nghi Trần Phương Quỳnh lại. Ông hỏi Hoàng Nghi, chuyện đó như thế nào? Hơn tháng qua cháu đã làm, thành công đã trong tầm tay. Mới đây nhất, ngày hôm qua cháu đã cho 5 đứa trẻ giả làm dân Tô Mộng đem trâu sang cánh đồng sát chân núi Chăn, rồi để trâu ăn lúa của vùng Cổ Vạn. Đây là lần thứ 8 trong một tháng. Bây giờ lúa sắp chín mà trâu ăn mất một mảnh lớn ở ruộng. Quân bảo giáp vùng Cổ Vạn cũng như mấy lần trước, chúng ùa ra bắt trâu, đòi phải mang tiền sang chuộc. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Triều cháu cho 20 thiên tử binh giả Hoàng Nam sang bắt lại trâu. Hai bên giằng co, đánh nhau. Bên Cổ Vạn có hơn 10 người bị thương, 8 người chết. Như vậy bọn tướng sĩ Tống Như Tả, lãnh vệ đại tướng quân Chu Am, bát tác sứ Toàn Hưng, châu trưởng Nùng Hiệp Thành, có là Thích Ca ngồi trên tòa cũng phải nhúc nhích. Theo tin Tế Tác, đêm nay chúng sẽ vượt qua đường phía tây đồi Vong Thiên để sáng mai đánh Tô Mộng. Được, còn hiệu binh Quảng Vũ, kỵ binh bây giờ ở đâu? Cháu cho di chuyển bằng đường đông đèo Vong Thiên đến sát Tô Mộng đêm qua. Hiện ẩn ở trong rừng, chỉ đợi lệnh là vượt biên. Tôn Đản nói rất chậm, hôm nay là ngày 14 tháng 9, trăng sáng tỏ, vậy trời sập tối thì lên đường. Sao cho đến chân đèo phía bắc Vong Thiên vào giờ Tí, ta cho quân nghỉ ngơi, đến giờ Sửu thì tấn công. Kế hoạch tấn công ra sao? Cháu đã nghị với công chúa Côi Sơn rồi. Thanh Nguyên trình bày, khi được mật lệnh của anh chị, em sai cháu Hoàng Nghi Phương Quỳnh đích thân giả làm lái buôn sang Cổ Vạn thám sát địa thế cùng tình hình. Về địa thế thì châu Cổ Vạn được bao quanh bởi mặt đông là dãy đồi, mặt bắc là con sông, mặt tây, nam là cánh đồng. Về mùa này ruộng đã khô, người ngựa có thể băng qua được. Phía nam châu có 4 cổng nhỏ, 2 cổng lớn.
cổng nhỏ cho người và thú gia đồng làm việc, tối cổng đóng lại, không có người canh gác. Cổng lớn rất rộng dành cho xe, người đi. Đây là trục giao thông chính của ta với Trung Nguyên, cho nên ngày đêm đều có quân canh gác. Quân sĩ thì chia làm 4 toán, mỗi ngày một toán ứng trực canh phòng, 2 toán nghỉ, một toán luyện tập. Ban đêm thì tất cả đều về nhà ngủ, để cho quân bảo giáp canh phòng. Kế hoạch đánh như thế nào? Hoàng Nghi nói thầm vào tai Tôn Đản một lúc. Ông vui vẻ, được lắm. Ta ngồi xem các vị thành công. Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, Vi Thủ An lấy ngựa trở về Tô Mậu. Trước khi khởi hành, Tôn Mạnh viết lệnh triệu tập binh tướng tại Tô Mậu ngay đêm nay, rồi sai chim ưng mang đi. Ba người tới nơi thì trời sập tối. Cơm nước xong thì chư tướng đến. Hoàng Nghi trình bày tình hình địch, địa thế, mục đích cuộc hành quân, thời gian xuất quân rồi nhường cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cầm kiếm lệnh để trước mặt. Công chúa hướng vào chư tướng, hiện hầu hết quảng binh, bảo binh của ở Cổ Vạn đã xuất khỏi đất Tống, đang ẩn ở khu rừng phía tây đèo Vong Thiên, chờ ngày mai vào cướp Tô Mậu. Ta chia quân làm ba. Một là lực lượng Hoàng Nam Tô Mậu, hiệu quân Bắc Biên thứ ba do Trần Vũ Thượng tướng quân Vi Thủ An chỉ huy, nhiệm vụ giữ nhà. Hai là cánh phục trên đường tiến quân của Tống, chặn không cho chúng đánh sang ta. Đạo này do chính tôi với phò mã chỉ huy được tăng viện các đô thống Hùng Nhân, Âu Hoàng, Hùng Nghĩa, Âu Thanh. Lực lượng gồm hiệu thiên tử binh Quảng Vũ Tả, một lữ thần Nỗ, đội thần Tiễn Long Biên, đội thần Phong, thần Tượng, thần Xà. Ba là đạo đánh chiếm Cổ Vạn, sẽ do Vũ Kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt, đô thống Đinh Hoàng Nghi với phu nhân là Phương Quỳnh chỉ huy. Lực lượng gồm đạo kỵ binh Phù Đồng, hiệu thiên tử binh Quảng Vũ Hữu, một đội thần Tiễn Long Biên, một lữ thần Nỏ, đội thần Hầu, thần Báo, thần Hộ. Công chúa nói với Hà Mai Việt, Hoàng Nghi, đêm nay các vị cho thú binh, kỵ binh di chuyển trước, thiên tử binh đi sau, tiến theo con đường Nam Bắc băng qua đèo Vong Thiên. Nhớ nhé, Vong Thiên có hai con đường băng qua, một con phía Tây, một con phía Đông. Ta bỏ con đường phía Tây, vì Tống đang đóng trên con đường này, ta tiến theo con đường phía Đông. Ta phải tiến sao cho tới chân Bắc đèo vào lúc giờ Tí. Ta chia quân làm hai cánh. Cánh phía Tây do Vũ Kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt, đô thống Hùng Lễ, Âu Huyền, Hùng Chí, Âu làm chỉ huy một lữ kỵ binh Phù Đồng, một lữ thiên tử binh thuộc đạo Quảng Vũ Tả, đội thần Nỏ, đội thần Tiễn Long Biên. Cánh phía Nam do đô thống Hoàng Nghi Phương Quỳnh, Hùng Tín, Âu Hồng chỉ huy một lữ kỵ binh thuộc đạo kỵ binh Phù Đồng Hữu, một lữ thiên tử binh thuộc đạo Quảng Vũ Hữu, một đội thần Tiễn Long Biên, một đội thần Nỏ. Công chúa chỉ lên sơ đồ vùng Cổ Vạn, trong cuộc tập kích này ta tận dùng thần Hầu, thần Hổ, thần Báo, thần Ngao, thần Ưng. Khi tiến quân thì sai thần Ưng bay trên cao thám thính tuần phòng, thần Ngao thám thính, đề phòng dưới đất. Khi ta tiến quân qua vùng nào, cũng nên lưu thần Ưng, thần Ngao lại để canh gác, phòng bị đánh tập hậu. Như vậy nhất cử nhất động của địch ta biết hết. Công chúa chỉ vào các chúa tướng chỉ huy thú và cung thủ Long Biên, đội thần Tiễn Long Biên đi đầu cùng với thần Hầu, thần Hổ. Xưa nay, khi một con hổ đi đến đâu, thì mùi hôi tỏa ra trong vòng bán kính trăm trượng. Thế chó ngửi thấy mùi là chúi mũi vào bụi cỏ. Đó là lý do ta cho thần Hổ cùng thần Hầu tiến trước, phòng chó sủa. Tới hàng rào, thì thần Hầu sẽ leo vào trong, mở cổng. Đội thần Tiễn Long Biên cùng thần Hổ xông vào trong, tỏa ra phía trước. Hai bên phải trái cửa bảo vệ cho thần Báo vào sau. Sau khi vào rồi, thì cánh phía Nam đánh sang bên Đông. Cánh phía Tây đánh về Bắc, mở tung các cửa ra, rồi trấn tại đó. Đến đây thì kỵ binh Phù Đồng ập vào các cửa tấn công Trung ương. Thiên tử binh đi theo sau. Tóm lại thú binh, đội cung thủ Long Biên có nhiệm vụ đánh chiếm các cửa, rồi trấn ở đó, không cho địch chạy thoát. Đạo kỵ binh Phù Đồng phá vỡ phòng tuyến địch. Còn thiên tử binh thì đánh chiếm các kho tàng, doanh trại, trụ sở. Bà nhấn mạnh cần đánh cho mau, cho gọn. Sao nội trong 2 giờ phải chiếm được hết cơ sở giặc, tổ chức canh phòng thực nghiêm, rồi đem một lực lượng ra phục trên con đường Tây đèo Vong Thiên chờ bọn Tống rút về thì dùng tên, dùng thú chặn đánh. Nhớ, dù thắng, nhưng cũng nên mở con đường cho chúng rút về Ung Châu. Bà ghé miệng vào tai Hoàng Nghi dặn dò mật kế. Vì chú, dùng mồ hôi, nước tiểu của hổ để uy hiếp chó là một khám phá của tộc Việt từ thế kỷ thứ nhất. Trong suốt 5.000 năm lịch sử, người Việt đã tận dụng cọp, nước tiểu, mồ hôi cọp trong chiến tranh.
Cho đến giai đoạn chiến tranh 1960-1975, du kích quân Việt Nam cũng dùng nước tiểu của cọp hoặc nước tắm cho cọp trà vào quần áo để đột nhập vào các căn cứ Hoa Kỳ, khiến khuyển quân vô dụng. Đêm hôm đó là đêm 14 tháng 9, niên hiệu Thái Ninh thứ 4, đời vua Nhân Tông triều Lý, bên Trung Nguyên là niên hiệu Hy Ninh thứ 8, 1075, đời vua Thần Tông nhà Tống. Dưới ánh trăng huyền ảo của rừng núi Bắc Biên, từng đoàn người ngựa âm thầm di chuyển băng qua ba ngọn đèo ngắn. Người ngậm tăm, ngựa khóa mõm, nên chỉ có tiếng bước chân người, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lóc cóc. Sau khi đổ hết ngọn đèo thứ ba, thì trước mặt họ hiện ra khu đồng bằng. Xa xa trong vùng cổ vạn một vài nhà còn để đèn, ánh sáng chiếu leo lét chập chờn như ma chơi. Đoàn người ngựa tẻ ra làm hai, âm thầm và âm thầm. Phía nam vùng cổ vạn không rộng cho lắm. Hoàng Nghi nói nhỏ với đám hùng, Âu, mặt nam mình có bốn cổng nhỏ. Vậy hai vị sư huynh, sư tỷ, mỗi người đánh chiếm một cổng. Từ trái sang phải, sư huynh Hùng Tín đánh cổng một, sư tỷ Âu Hồng đánh cổng hai, Phương Quỳnh, tôi bốn. Kìa trên trời thần ưng bay lượn bình thường thế kia là phía trong không có quân phòng thủ. Bốn người nhanh nhẹn với tay. Bọn thiếu niên chỉ huy thần hầu, thần hổ đã được dặn trước, chúng cho mở cũi, thả thú ra. Đàn thú im lặng băng mình qua cánh đồng cùng với đội tiễn thủ Long Biên. Phía sau là đoàn thần báo, rồi kỵ binh, thiên tử binh. Tới hàng rào, thần hầu nhanh nhẹn trèo lên cây thả mình vào trong mở cửa. Thần hổ, thần báo, thần tiễn Long Biên đã lọt vào trong. Sau khi phân chia nhiệm vụ cho các lữ trưởng trấn các cổng, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh dẫn 50 tiễn thủ Long Biên tiến về một cổng chính. Ở đây, trên chòi canh, có ngọn đèn nhỏ. Hoàng Nghi chỉ cho Phương Quỳnh chiếm một cổng lớn, còn mình chiếm một cổng lớn. Chàng vẫy tay, một mũi tên phát ra tiếng véo, ngọn đèn trên chòi canh vỡ tan. Có tiếng binh canh nói, sao tự nhiên ngọn đèn lại tắt vậy kìa? Ra xem sao? Hai binh canh ra khỏi chòi, thì véo véo hai tiếng, hai người trúng tên ngã lộn xuống đất. Đám võ sĩ Long Biên tung mình vào chiếm đồn canh. Đám quân canh đang ngon giấc thấy động, giật mình thức dậy, thì đều bị tên bắn trúng trán, ngã lăn xuống. Đám võ sĩ Long Biên mở toang cổng lớn ra. Hoàng Nghi cầm chiếc pháo Thăng Thiên châm ngòi, tung lên cao. Pháo nổ đến đung một tiếng, tỏa ra ánh sáng màu tím. Đó là lệnh tấn công. Lập tức đoàn kỵ binh phù đồng phi qua các cổng vào trong rồi tỏa ra làm hai tiến về các mục tiêu. Tiếp theo là thiên tử binh ảo vào. Vùng cổ vạn tuy rộng, nhưng phạm vi đóng quân thì có giới hạn. Trong khoảng hơn giờ, quân Việt đã chiếm xong các doanh trại, kho vũ khí, khu chuồng ngựa, kho lương thực. Nhìn kho lương thực, kho vũ khí chất cao như núi, nào cá khô, tôm khô, thịt khô, nào gạo, nào cỏ, nào cung, nào tên, nào đạo, nào thương. Lại có cả kho chứa tiền, vàng, bạc nữa. Không biết bao nhiêu mà kể. Hoàng Nghi nói với Phương Quỳnh, em thấy không? Đây rõ ràng là kho lẫm của Tống Triều chứ không phải kho của cổ vạn. Như vậy chứng tỏ họ đã chuẩn bị đánh mình xong xuôi. Chỉ còn đợi ngày xuất quân nữa mà thôi. Khi đánh vào tới Trung ương, trị sở của cổ vạn, thì hai đội kỵ binh của Hoàng Nghi, Hà Mai Việt gặp nhau. Hà Mai Việt là một đại tướng quân đánh dư trăm trận, kinh nghiệm có thừa. Ông hỏi Hoàng Nghi, Đinh đệ, ta thấy dường như có một sự bất thường thì phải. Bởi chúng ta đánh sao dễ quá, không gặp bất cứ một phản ứng lớn nào của bên địch. Trước sau, chỉ bốn cổng lớn, mỗi cổng có không quá 50 binh canh, với 100 binh canh kho tàng. Không lẽ lực lượng của chúng kéo sang Tô Mậu hết? Dù cho chúng kéo sang ta đánh cướp, thì cũng phải để lại ít quân giữ nhà chứ. Đệ cũng thấy thế. Hiện chư quân đang lùa dân chúng ra khỏi nhà, rồi thanh lọc bắt quân, tướng địch. Ta cứ chờ xem. Bây giờ hãy tiến vào chiếm trị sở của châu cổ vạn đã. Hà Mai Việt vẫy tay, lập tức Hùng Nhân, Hùng Nghĩa cho đội võ sĩ Long Biên tiến vào trong hàng rào khu trị sở cùng với đội thần Ngao. Lát sau Hùng Nhân chạy ra lắc đầu, thưa đại tướng quân. Trong trị sở không có một người nào cả. Đồ đạc còn nguyên. Hà Mai Việt vội vào xem xét. Chỉ liếc qua, ông đã tìm thấy ngay rằng bọn tướng sĩ Tống không hề bỏ chạy vì đồ đạc vẫn ngăn nắp, căn nhà sạch sẽ. Ông nói với Hoàng Nghi, thế này là thế nào? Tại sao chúng ta không gặp bọn tướng Tống, bọn binh sĩ Khê Độc? Chúng đi đâu hết? Ta phải sai chim ưng trinh sát xem sao mới được. Hoàng Nghi ngửa mặt lên trời, miệng cười toe toét. Hà Mai Việt đang lo lắng cuống cuồng lên. Mà Hoàng Nghi với Phương Quỳnh cứ thùng thình, nào là nghe báo cáo số gia súc, số lúa gạo, số vũ khí trong các kho, rồi lại hỏi về số tù binh bắt được.
Hà Mai Việt đề nghị, ta phải sai chim ưng trinh sát xem sao mới được. Không lẽ bọn chúng biết ta tấn công, rồi dùng kế không thành? Vô lý, bởi chúng dùng kế không thành để dâng tính mệnh vợ con, bố mẹ cùng tài sản cho ta hay sao? Các lữ trưởng kỵ binh, thiên tử binh lần lượt báo cáo, sau khi bao vây từng nhà, lùa hết già trẻ, lớn bé ra để thanh lọc, nhưng tuyệt không thấy một tên quân Tống, một quân Bảo Giáp. Sau khi bắt bố mẹ, vợ con, gia thuộc bọn tướng Tống, lấy khẩu cung, họ đều khai rằng binh tướng Tống chuẩn bị từ hơn nửa tháng trước để đánh sang Tô Mậu, nhưng mới lên đường có 2 ngày. Bây giờ Hà Mai Việt mới hiểu tại sao ban nãy ông lo sợ cuống cuồng, mà Hoàng Nghi cứ bình tĩnh như không. Ông nói với Hoàng Nghi, theo lệnh công chúa Côi Sơn, thì sau khi đánh chiếm Cổ Vạn, ta phải cho phục binh ở phía tây đồi Vong Thiên, chờ quân Tống rút về thì chặn đánh. Nhưng như Đinh Đệ thấy, quân ta thức suốt đêm qua, lại di chuyển hơn 100 dặm, rồi chiếm trại này. Người ngựa đều mệ lả rồi, bây giờ sao có thể di chuyển ra đèo Vong Thiên mai phục? Mà ví dụ có lết ra mai phục, thì còn đâu sức mà đánh? Vậy Đinh Đệ nghĩ sao? Công chúa ban lệnh là lệnh tổng quát, phần thi hành là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải uyển chuyển thay đổi, chứ không nhất thiết phải giữ nguyên. Đệ mới cầm quân nên không hiểu Ngũ Long công chúa tí nào cả. Đệ nên biết rằng từ thời Đức Thái Tổ đến giờ, Ngũ Long công chúa đánh đâu thắng đó là nhờ quân lệnh cực kỳ nghiêm. Cái lệnh thép mỗi khi phải đối phó với cường địch, sai một đội đao thủ đi phía sau đội hình xung phong. Ai ngừng lại, lùi lại, đứng lại là chém liền. Đâu phải mình Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, mà cả Ngũ Long công chúa nữa. Bây giờ hiền đệ cãi lệnh thì cãi, chứ huynh thì huynh không dám đâu. Huynh mà cãi lệnh thì mất chỗ đội nón ngay. Ông cười, chính Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt cũng khét tiếng là thập nhị thiết sư, 12 con sư tử bằng thép, kỷ luật cực nghiêm. Nên 12 đạo thiên tử binh mới có khí thế nghiêng trời lệch đất. Hoàng Nghi mỉm cười, ghé miệng vào tai Hà Mai Việt, cái vụ ra lệnh cho bọn mình phục ở chân đèo là hư kế, vì sợ Tế Tác địch biết được. Chứ sự thực công chúa ra mật lệnh cho em, cần thắng giặc bất cứ giá nào, miễn ít đổ máu là được rồi. Vậy bây giờ ta làm thế này. Thế này, Hà Mai Việt xuất thân trong một gia đình nho giáo, phụ thân ông dạy con bằng tinh thần trung quân, ái quốc, lấy đạo trung dung để chính tâm, lấy ngũ thường để hành xử. Nãy nghe Hoàng Nghi nói những điều khủng khiếp, ông nhăn mặt, làm vậy, chúng coi mình là phường bá đạo, cơ tâm. Có cách nào khác hơn không? Đại ca theo nho thì đại ca cho rằng như vậy là trái. Còn em, thì em hành xử theo đạo lý tộc Việt, miễn sao giữ được nước, miễn sao cho máu đổ ít mới là chính đạo. Hà Mai Việt gật đầu vui vẻ. Hoàng Nghi lệnh cho thiên tử binh bắt hết bố mẹ, vợ con của tướng sĩ Cổ Vạn rồi gọi Hùng Lễ, Hùng Chí, Hùng Tín với Âu Huyền, Âu Lan, Âu Hồng lại dặn nhỏ mấy câu. 6 người vâng lệnh điểm quân lên đường. Hà Mai Việt, Đinh Hoàng Nghi bận bù đầu với việc thanh lọc dân chúng, kiểm kê tài sản, phân biệt những gì của dân chúng thì trả cho dân chúng, những gì của Cổ Vạn thì phát cho người nghèo, còn những gì của công khố Tống thì niêm phong lại. Công việc cho đến trưa thì xong. Cơm trưa xong, có binh canh vào báo, thưa đại tướng quân, thưa đô thống, có Long Thành ẩn sĩ Tôn Đảng cùng phu nhân giá lâm. Mai Việt cùng Hoàng Nghi, Phương Quỳnh dẫn các tướng ra cổng đón. Tôn Đản vẫy tay, Hà tướng quân, Đinh đô thống, miễn lễ, miễn lễ. Chúng ta đến đây có chuyện khẩn cấp. Hoàng Nghi mời ông bà vào trong sảnh đường. Chư tướng tề tựu. Đinh Hoàng Nghi báo cáo về trận đánh đêm qua, cùng số lương thực, vũ khí, lừa ngựa thu được. Tôn Đản xoa tay vào nhau, tôi không ngờ Tống lại chứa lương thảo ở Cổ Vạn nhiều như vậy. Với kho lương này, có thể nuôi 10 vạn quân mã trong 1 năm. Với số cung tên, vũ khí này, có thể trang bị cho 5 vạn quân. Ông dùng mình, nếu ta không khám phá ra âm mưu Nam Xâm, nếu chúng ta không ra tay trước, thì khi Tống khởi sự, thực ta không thể nào chống nổi Tống. Chúng ta đã thành công trong trận đánh chiếm Cổ Vạn. Tôi xin loan báo cho chư tướng biết về trận chiến Tây Đèo Vong Thiên. Ông khoan thai kể, từ trước đến nay, thủ lĩnh chủ Khê Động Cổ Vạn Nung Hiệp Thành, ỷ dân đông, binh mạnh, lấn áp Tô Mậu Hầu Vi Thủ An giết rồi khinh thường. Gần đây trong cuộc chuẩn bị đánh Đại Việt, Vương An Thạch cử Tả Lãnh Vệ Thượng Thượng tướng quân Chu An, bắt tác sứ Toàn Hưng đem 5.000 quân Quảng đến trấn Cổ Vạn, cùng giúp Nùng huấn luyện Tráng Đinh Thành Bảo Giáp, nên quân số Bảo Giáp tới 4.000 người. Được Nùng Hiệp Thành mật báo về rằng Tô Mậu chỉ có 1.000 Hoàng Nam, nên An Thạch càng coi thường. Y quyết định đem lương thảo, vũ khí đồn trú tại đây. Ông cười lớn, biết thế, hơn tháng qua, tôi cử đô thống Hoàng Nghi âm thầm đến Tô Mậu bày ra vụ đào vàng,
cùng gây sự với Cổ Vạn. Vì tham vàng cũng có, vì tức giận bị khiêu khích cũng có, hiệp thành báo tự sự với An Thạch. Thạch mật lệnh cho Chu, Toàn, Nùng lấy cớ trả đũa bị khiêu khích, đánh sang Tô Mậu với mục đích chính là thử sức phong thủ của ta, mục đích phụ để cướp vàng. Ông ngừng lại hớp một hớp nước trà, rồi tiếp, được mật lệnh của Thạch, bọn Chu, Toàn, Nùng âm thầm dốc toàn lực tiến theo đường Tây Vong Thiên, vào đóng ở thung lũng phía nam, chờ sáng nay sẽ tiến sang đánh Tô Mậu. Nhưng những hoạt động của họ không qua được mắt ta. Ta ra tay trước. Vì vậy, các vị chiếm Cổ Vạn dễ dàng. Ông ngừng lại một lát, rồi tiếp, về trận Tây Vong Thiên, chính công chúa Côi Sơn với phò mã Tôn Mạnh chỉ huy. Đúng giờ tí, đô thống Hùng Nhân cùng phu nhân là Âu Hoàng chỉ huy đội thần hầu đột nhập khu chuồng ngựa nổi lửa đốt trại, cắt dây cột ngựa, khiến ngựa chạy lung tung trong khu vực đóng quân. Tống bị bất ngờ, hơn giờ sau họ mới giữ được yên tĩnh. Chu Am nghe báo rằng chỉ có mấy trăm con khỉ đốt doanh trại thì an tâm. Y ra lệnh cho binh tướng đi ngủ, nhưng không được rồi giáp trụ. Quân tướng vừa riu riu ngủ thì đội thần Long được thả ra khỏi xe, tràn vào trại tấn công. Binh tướng có hơn 3.000 người bị rắn cắn. Doanh trại náo loạn lên. Biết rằng không cho chữa chạy thì 2 giờ sau đám thương binh sẽ chết hết. Chu Am vội cho hơn 3.000 binh này trở về Cổ Vạn để cứu chữa. Khi họ rời doanh trại được 30 dặm thì chúng vào trận địa thần nỏ đội thần tiễn Long Biên do chính phò mã Tôn Mạnh chỉ huy. Phần bị thương, phần không có mộc đỡ tên nên không đẩy khắc sau, đám này bị tiêu diệt. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Sau khi tiêu diệt đám binh sĩ này, phò mã sai bắn tên lửa lên trời báo hiệu cho công chúa Côi Sơn biết. Lập tức công chúa cho thần Ưng, thần Phong tấn công vào dinh trại Tống. Phía sau là đội kỵ mã, hiệu Thiên Tử binh Quảng Vũ. Trong đêm tối, quân Tống bị ong đốt, bị Ưng đánh, bị kỵ binh, Thiên Tử binh tấn công, chúng quẳng vũ khí bỏ chạy tán loạn. Khi về đến phía bắc đèo Vong Thiên, thì trời tảng sáng, thấy xác chết của đám thương binh bị thần nỏ tiêu diệt nằm dài trên khắp thung lũng, quân Tống càng kinh hồn táng đờm. Giữa lúc đó, trống thúc vang dội, đội thiền tiễn Long Biên, đội thần nỏ trên các gành đá xuất hiện. Công chúa Côi Sơn hô lớn, buông vũ khí đầu hàng, bằng không ta ra lệnh buôn tên liền. Đám binh tướng Tống còn chần chờ, thì phía sau, đội kỵ mã, hiệu Thiên Tử binh Quảng Vũ tới. Rồi thình lình đô thống Hùng Lễ, Hùng Chí, Hùng Tín cùng các phu nhân dẫn hơn 100 xe, trên xe chở bố mẹ, vợ con của tướng sĩ Tống tới. Đám bố mẹ, vợ con ùa xuống xe chạy lại nói cho binh tướng Tống biết rằng Cổ Vạn đã bị chiếm mất rồi. Thế là chúng đành buông vũ khí đầu hàng. Tôn Đản nhìn hoảng nghi, đô thống nghĩ ra được mưu dùng gia đình binh tướng Cổ Vạn để tránh cuộc giao tranh đẫm máu, thực đúng với chủ đạo tộc Việt. Bây giờ đám binh tướng Tống bị bắt hay đầu hàng đang được chỉnh đốn lại để đánh Ung Châu. Phương Quỳnh hỏi Trình Thái Sư thúc, mình có nên dùng binh Tống đánh Tống không? Cái gương thời lĩnh Nam, ta dùng người Hán đánh Hán, cuối cùng các đạo binh đó bị tan rã dễ dàng. Ghi chú, Tám Nàng Phương là học trò của Lý Thường Kiệt, mà Tôn Đản là sư thúc của ông, nên Tám Nàng Phương gọi ông là Thái Sư thúc. Cẩm Thi cười, xưa khác, nay khác. Xưa Hán bắt vợ con tướng sĩ, uy hiếp họ theo Hán. Ngược lại ngày nay ta dùng quân bảo giáp Cổ Vạn đánh Ung Châu, trong khi vợ con họ trong tay ta. Muôn ngàn lần họ không thể phản. Chiều hôm đó, cánh quân của Tây Vong Thiên tới. Công chúa Côi Sơn Thanh Nguyên, phò mã Tôn Mạnh vào yết kiến Tôn Đản, Cẩm Thi. Binh tướng hai đạo gặp nhau mừng chi xiết kể. Họ thuật cho nhau những chi tiết về trận đánh. Hơn nửa tháng sau, Tôn Đản, Cẩm Thi, Tôn Mạnh, Thanh Nguyên đang cùng Mai Việt, Hoàng Nghi thảo luận về việc chuẩn bị tiến binh về Ung Châu thì có binh canh vào báo, Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt giá lâm ở cửa chính nam. Tôn Đản, Cẩm Thi dẫn Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, Mai Việt, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, chư tướng cùng lên ngựa ra đón. Ba người vừa đi được trăm trượng thì gặp viên thị vệ cưỡi ngựa, tay mang cờ, trên có thêu chữ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đang phi như bay. Hoàng Nghi quát, ngừng lại. Nhưng viên thị vệ cứ ruổi ngựa. Chàng ra lệnh cho hai võ sĩ Long Biên bắt tên thị vệ đó chém liền. Võ sĩ Long Biên lập tức thi hành. Tên thị vệ bị trói vào gốc cây sắp sửa khai đao thì một đội người ngựa phi tới. Hoàng Nghi quát, trong trại quân tuyệt đối không cho ai phi ngựa. Bắt đội kỵ mã kia ngừng lại. Võ sĩ Long Biên giương cung lên, tên buông ra véo véo, bao nhiêu cương ngựa đứt hết. Đội kỵ mã ngừng lại, bị bao vây liền. Có tiếng nói trong trẻo, Tôn Sư Thúc, Hà Tướng Quân, Đinh Đô Thống.
thì ra đội kỵ mã hộ tống Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, Tôn Đản, Cẩm Thi, Tôn Mạnh, Thanh Nguyên được miễn mọi lễ nghi. Còn Hạ Mai Việt, Đinh Hoàng Nghi với chư tướng đều nói lớn, giáp trụ trên người, bọn hạ thần không hành lễ được, xin Thái Hậu khoan thứ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ, đám thị vệ này hộ tống ta, có đôi điều vô phép, xin đô thống khoan dung. Hoàng Nghi điểm mặt viên tốt trưởng canh cổng, người là tốt trưởng, phụ trách việc canh cổng, tức là tai mắt phòng vệ giặc tập kích. Khi thấy có khách đến, phải lưu lại, rồi sai người vào báo với ta. Sau đó phải chờ lệnh ta, rồi mới được cho vào. Nay tuy người có sai binh cảnh báo với ta, nhưng ta chưa có lệnh, mà người đã để khách vào trại, là một tội phải chém đầu. Trong doanh trại tuyệt đối cấm ruồi ngựa, mà người để thị vệ phi ngựa như bay là hai tội đáng chém. Viên tốt trưởng run run, xin đô thống khoan hồng. Tỷ như vừa rồi không phải là Thái Hậu, mà là gian tế đánh úp trại, thì giờ này toàn quân ở đây sẽ ra sao? Ta không thể khoan hồng cho người. Chàng lại chỉ mặt tên trưởng toán thị vệ. Thị vệ là móng vuốt xá tắc bảo vệ thiên tử cùng hoàng tộc, luật lệ phải biết, kỷ luật càng phải nghiêm. Bởi vậy bất cứ ai phạm quân luật đều có thể tha thứ, duy thị vệ thì không. Người ỷ hộ giá Thái Hậu rồi không coi quân luật ra gì ư? Đáng lẽ ta chém đầu cả toán, nhưng có chỉ dụ của Thái Hậu ân xá, nên chỉ mình người bị hành hình mà thôi. Chàng quát đao phủ, đem trưởng toán thị vệ, viên tốt trưởng ra chém đầu làm hiệu lệnh. Lát sau đao phủ dâng thủ cấp hai người. Hoàng Nghi sai đem đi khắp các doanh trại, cho toàn quân lấy đó làm gương. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ngợi khen, từ trước đến giờ chị vẫn nghe người ta nói Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt coi binh sĩ như chân tay, nhưng ngược lại chị quân rất nghiêm. Bây giờ chị mới được thấy tận mắt. Như vậy, mỗi hiệu thiên tử binh tuy chỉ vạn người, nhưng có thể địch lại 10 vạn. Chị yên tâm. Hậu nói với Tôn Đản, tin tế tác gửi từ Quế Châu cho biết, ta đánh Cổ Vạn ngày 15 tháng 9 mà mãi tới hôm nay là ngày 1 tháng 10, mà Lưu Di mới biết. Đúng như ta ước đoán, Di cho rằng đây là cuộc đụng chạm giữa hai khê động mà thôi. Như vậy tin này có đến Biện Kinh ít ra là cuối tháng 10. Bây giờ ta cho ba đạo Quảng Nguyên, Môn Châu, Lạng Châu vượt biên. Không biết Tôn Sư Thúc có cao kiến gì không? Tôn Đản chỉ lên bản đồ, tuân chỉ Thái Hậu. Quân ba đạo Quảng Nguyên, Môn Châu, Lạng Châu đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần một lệnh ban ra là 3 giờ sau có thể lên đường. Bây giờ là giờ Tị, ta cho chim ưng mang lệnh đi, thì hết giờ Ngọ, cả ba đạo đều nhận được lệnh. Giờ Thân cho quân lên đường, giờ Tí thì khởi tấn công. Ghi chú, theo tục Tư Trị Thông giám trưởng biên thì quân Việt đánh Cổ Vạn ngày 15/9 năm Ất Mão, mà ngày 28 mới tin mới về đến Biện Kinh. Mãi đến ngày 11 tháng 11, du lịch 21/12/1075, triều Tống mới được tin Cổ Vạn mất. Theo Quách Thị Nam Trinh thì Vương An Thạch thư cho Chu Am Tiến đánh Tô Mậu để thử phản ứng Đại Việt ngày 15/9, rồi bị Đại Việt đánh úp Cổ Vạn, cho nên tin Cổ Vạn thất thủ bị Thạch ỉm đi, nhưng cuối cùng Thạch cũng phải tâu lên vua Thần Tông. Tôn Đản hỏi Thường Kiệt, nếu như ngày mai tôi cho đánh ba ải lớn của Tống, thì chỉ nội trong 10 ngày là chiếm được hết. Bình Quý Hồ Tốc, sau khi chiếm được các ải, tôi để Hoàng Nam Chấn đóng bảo vệ đường tiếp tế Lương Thảo, cùng đường rút quân. Còn các hiệu thiên tử binh, quân Bắc biên tiến về Ung Châu. Bấy giờ thì từ Lưu Di cho tới Tống Triều đều rúng động. Chắc chắn chúng sẽ cho quân Khâm, Liêm tiến về Tây để đánh Cổ Vạn, rồi tiến vào Bắc biên đánh úp sau lưng ta. Vậy Nguyên Soái phải thừa cơ đổ bộ ngay lập tức để triệt căn bản của các đạo quân này, rồi cùng tiến về Ung Châu. Thường Kiệt cung tay, trình sư thúc, hiện 7 hiệu thiên tử binh, đạo kỵ binh Phù Đồng Hữu cùng các đạo thần nỏ, Sa Thạch, thú binh đã sẵn sàng. Binh tướng đều được thông báo rằng chuẩn bị đánh Chân Lạp cứu Chiêm Thành. Khi có tin báo quân Khâm, Liêm khởi hành tiến về Tây là cháu cho xuống các chiến hạm ra khơi. Khi hạm đội rời xa bờ cháu mới ra lệnh cho các tướng, thông báo cho chư quân. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi Tôn Đản, thưa sư thúc, như vậy Cổ Vạn sẽ là cửa ải địa đầu trấn thủ Đại Việt. Nhược bằng Cổ Vạn thất thủ thì không những đại quân ta mất đường tiếp vận Lương Thảo, mất đường về, mà Đại Việt còn lâm nguy nữa. Vậy không biết sư thúc đề cử ai chấn nhậm Cổ Vạn? Tôn Đản suy nghĩ một lúc rồi nói, người chấn thủ Cổ Vạn phải thuộc loại trí dũng tuyệt vời mới đương nổi. Trong các tướng dự trận Bắc biên này không ai đủ khả năng. Có lẽ phải mời sư huynh Trần Trung Đạo hay U Bon Vương Lê Văn mới đương nổi. Nghe Tôn Đản nói, công chúa Côi Sơn mở to đôi mắt sắc như dao cao, liếc nhìn ông anh chồng, cũng là ông anh thứ 6 trong Thuận Thiên Thập Hùng, rồi hừ một tiếng, anh 6 khinh thường em đến thế ư? Thế hồi đánh bọn địch Thanh ở Khâm Châu,
Liêm Châu thì là ai đấy nhỉ? Vừa thôi nhá. Hồi đó em mới 30 tuổi hơn, khí huyết còn sung thịnh. Nhưng bây giờ, công chúa Côi Sơn vốn nóng tính, bà đứng dậy hít hơi, rồi phát chiêu Đông Hải Lưu Phong hướng Tôn Đản. Trường chưa ra hết mà mọi người đã muốn ngộp thở. Tôn Đản không ngờ cô sư muội tuổi gần 50 mà còn nóng nảy như xưa. Ông vội vận đủ 10 thành công lực ra đỡ. Nhưng ông đỡ vào quãng không, vì Thanh Nguyên đã thu trưởng lại, rồi mỉm cười, ví thử anh tự mai, Lê Văn có mặt ở đây cũng phải nể em vài thành. Mà anh, thì anh khinh thường em quá. Tôn Đản lắc đầu, khiếp quá. Vậy thì anh để lại hiệu Binh Bắc Biên thứ ba cho muội với Mạnh Trấn Cổ Vạn. Nhớ, chớ có khinh thường. Thanh Nguyên cười đắc ý, anh đừng lo. Linh nhân Hoàng Thái Hậu mỉm cười, công chúa Côi Sơn là người con được quốc trượng Tự An yêu thương nhất, Kinh Nam Vương cũng sùng ái cùng cực, nên khi công chúa Trấn Cổ Vạn sẽ có hai cây cột chống trời đứng sau, thì giặc nào đánh cho nổi. Công chúa đưa mắt nhìn Linh nhân Hoàng Thái Hậu, rồi nói, nhất là lại có bà chúa Kho Thiên Minh phò tá nữa, thì thần không còn sợ bất cứ loại giặc nào. Linh nhân Hoàng Thái Hậu ghé miệng vào tai Thanh Nguyên thì thầm một lúc, rồi hai vị nhìn nhau mỉm cười. Có ai ngờ, trong cuộc đối thoại ngắn ngủi đó của hai thiếu phụ Việt mà làm cho thành Khâm Châu ngập máu vào mấy tháng sau. Ghi chú hồi thứ 34, chống Tống mà thôi. Như chép về, Phạm Dật trong Hải Dương tỉnh thần tích, Vũ Quang như Lục Nam địa chí, Đinh Hoàng Nghi như Cao Bằng sự tích, Lý Đoan như Bắc Ninh tỉnh thần chí, Trần Ninh như Đại Việt địa dư chí, các tập Bắc Ninh tỉnh địa dư, Bắc Thành địa dư chí lục, Đại Nam nhất thống chí, Bắc Ninh toàn tỉnh địa dư chí. Hầu như không đi vào chi tiết, lại nữa bỏ quên phu nhân các tướng. Ngược lại, chi tiết các trận đánh này, tôi tìm thấy ở Trung Quốc. Trong những năm 1977-1995, mỗi lần sang Trung Quốc công tác y khoa là tôi lại mang computer, scanner theo. Rồi sau những ngày công tác chính, tôi lần mò vào làng xã thuộc Quảng Tây, mà trước đây là các trang động Đại Việt hoặc Khê Động Tống thời Tống Lý để tìm tài liệu. Nhân viên trong phái đoàn gọi tôi là ông thầy lẩm cẩm. Vài bạn trẻ Việt chê rằng tôi có dịp làm quen với các cô đẹp, đa số là văn công địa phương, mà bỏ phí để đọc những bộ sách mục là khu khờ. Tôi chỉ cười. 1. Dùng thuật lột da mặt, cắt mắt, nâng mũi cao, làm trắng da cho các bà, các cô mà tôi được đọc hầu hết gia phả các dòng họ lớn tại đây. Thú vị một điểm là trong gia phả các danh gia đó chép những sự kiện giống hệt QTNC, TTC, TGCK, TTC, TBK. 2. Tôi lại lần mò đọc hầu hết những mộ chí của nhiều danh nhân địa phương còn sót lại, đọc những bia không quan trọng của các trang động mà cơ quan bảo tàng cấp tính không mang theo. Lại một lần nữa, tôi tìm ra nhiều chi tiết về thời Tống Lý. Sau đó đem so sánh các chi tiết này với QTNC, TTC, TGCK, TTC, TBK cùng gia phả. Tuy có khá nhiều chi tiết khác biệt nhau, nhưng cũng có nhiều sự kiện giống nhau. 3. Tại thư viện, viện bảo tàng của huyện Nam Ninh, Ung Châu cũ, của tỉnh Quảng Tây, tôi còn tìm được nhiều tập sách mỏng có tính cách địa phương, hoặc soạn vào thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, hoặc soạn vào thời Tống, rồi các thời sau sửa đổi đi. Đó là những sách thần ký, địa lý chí, địa phương chí. Có sách ghi tác giả, có sách không. Những sách này ít nhiều chép các sự kiện lẻ tẻ đã thấy trong các bộ gia phả, bia đá, mộ chí, nhưng chi tiết hơn. Đó là các bộ 3. Tại thư viện, viện bảo tàng của huyện Nam Ninh, Ung Châu cũ, của tỉnh Quảng Tây, tôi còn tìm được nhiều tập sách mỏng có tính cách địa phương, hoặc soạn vào thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, hoặc soạn vào thời Tống, rồi các thời sau sửa đổi đi. Đó là những sách thần ký, địa lý chí, địa phương chí. Có sách ghi tác giả, có sách không. Những sách này ít nhiều chép các sự kiện lẻ tẻ đã thấy trong các bộ gia phả, bia đá, mộ chí, nhưng chi tiết hơn. Đó là các bộ Ung Châu Kỳ Sự, Nam Tống, Vương Trọng Nghi, Hy Ninh Hận Sự Bi Ký của Nguyên, Cố Bình, Quảng Tây Địa Dư Chí, Nam Tống, Không Ghi Tác Gia, Quảng Tây Chư Thần Ký, Nam Tống, Không Ghi Tác Giả, Khâm Châu Địa Dư Chí, Nam Tống, Phùng Kinh, Khâm Châu Chư Thần Ký, Nam Tống, Phùng Kinh, Vĩnh Bình Chư Thần Ký, Nam Tống, Không Ghi Tác Giả, Hổ Môn Chư Thần Ký, Nam Tống, Không Ghi Tác Giả, Tây Bình Chư Thần Chí, Nam Tống, Không Ghi Tác Giả, Hổ Môn Chư Thần Chí, Nam Tống, Không Ghi Tác Giả, Thần Tích Hỏa Giáp Ngũ Đại Vương Tử, Tống, Thẩm Chính Văn, Thái Bình Phong Vật Chí, Tống, Lý Ôn, Hoành Sơn Sơn Xuyên Phong Vực,
Tống, Lý Ôn, Tây Bình Sơn Xuyên Cương Vực Chí, Tống, Lý Ôn, Lộc Châu Sự Tích, Tống, Lý Ôn, Lộc Châu Cương Vực Chí, Tống, Lý Ôn, Vĩnh Bình Sơn Xuyên Phong Vực Ký, Tống, Lý Ôn, Cổ Vạn Sơn Xuyên Cương Vực Ký, Tống, Lý Ôn, Như Tích Sơn Xuyên Phong Vực Chí, Tống, Lý Ôn, Ôn Nhuận Sự Tích, Tống, Chu Đức Minh, Quy Hóa Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Khâm Châu Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Nghi Châu Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Để Vực Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Dung Châu Sự Tích, Tống, Lý Ôn, Bạch Châu Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Liêm Châu Địa Dư Chí, Tống, Nghiêm Vũ, Đông Hải Hy Ninh Bản Mạt, Minh, Vô Danh, Hy Ninh Bản Mạt, Minh, Vô Danh, Hy Ninh Bản Mạt, Minh, Vô Danh, Hy Ninh Bản Mạt, Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là toàn bộ nội dung của chương 34, tiểu thuyết Nam Quốc Sơn Hà. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế. Hẹn các quý vị thính giả ở các chương tiếp theo.